Ok, và ở trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục nói về content ở trong quảng cáo phần 4. Và ở trong bài học này chúng ta sẽ nói về cái việc đó là làm sao để chúng ta có thể tạo ra được nhiều những cái mẫu content, bởi vì khi mà chạy quảng cáo ở trên Facebook thì muốn quảng cáo của chúng ta được tối ưu thì cái điều tiên quyết đó là chúng ta sẽ cần phải có được nhiều mẫu content, thì chúng ta mới có thể testing và tìm ra được cái mẫu content win, đúng không? Vậy thì chúng ta tạo ra nhiều mẫu content như thế nào? Chúng ta cứ sản xuất đại hay là ra làm hay là sao, thì cái việc mà chúng ta tạo content để quảng cáo thì chúng ta sẽ phải dựa trên cái sự logic, dựa trên sự phân tích, và chúng ta không có sản xuất theo một cách nó cảm tính nha các bạn. Vậy thì chúng ta sẽ dựa vào những cái gì để chúng ta sản xuất content, để có thể sản xuất được nhiều bài content thì chúng ta sẽ đi qua đầu tiên đó là chúng ta sẽ tạo ra nội dung đa dạng. Hướng tới nhiều cái tệp đối tượng khác nhau. Các bạn thấy ở đây, đây là cái tài liệu Meta 2023, thì các bạn thấy là Facebook nó đề xuất rằng là khách hàng người ta chuyển đổi vì nhiều những cái lý do khác nhau. Họ có nhiều những cái động lực, họ có nhiều những cái rào cản khác nhau để chuyển đổi, để mua hàng. Họ có nhiều những cái lý do khác nhau, nhiều vấn đề khác nhau để quan tâm tới cái sản phẩm của chúng ta. Và sản phẩm của chúng ta cũng có rất là nhiều những cái tính năng, có rất là nhiều những cái lợi ích khác nhau, hướng tới từng cái tệp đối tượng khác nhau, chứ không phải là sản phẩm của chúng ta chỉ hướng tới một cái tệp đối tượng duy nhất. Từ cái tệp đối tượng lớn, chúng ta có thể phân ra nhiều những cái tệp đối tượng nhỏ với những cái động lực, những cái rào cản, những cái lợi ích, những cái vấn đề, những cái nhu cầu khác nhau. Và việc của chúng ta là phân biệt tất cả lộ trình nội dung một cách trực quan và đảm bảo rằng các động lực không thu hút cùng một đối tượng. Tức là chúng ta sản xuất thật là nhiều content cho nhiều những cái tệp đối tượng, và chúng ta phân cái tệp đối tượng của chúng ta ra bằng cách là chúng ta xác định cái động lực, xác định rào cản, xác định vấn đề của họ, xác định cái lợi ích mà họ mong muốn, và chúng ta sản xuất content cho từng tệp đối tượng đó, và đảm bảo rằng là không thu hút cùng một tệp đối tượng. Tức là content của chúng ta, những cái bài content mà chúng ta sản xuất ra không hướng tới cùng một tệp đối tượng. Thì khi mà chúng ta sản xuất nhiều những cái nội dung như vậy thì thứ nhất là chúng ta cũng sẽ mở rộng được cái tệp đối tượng của chúng ta có thể phân phối tới nhiều người nhất, và chúng ta cũng có thể testing được rằng là chúng ta đánh vào cái insight nào thì nó sẽ đạt hiệu quả cao nhất. Chúng ta đánh vào những cái người mà người ta có nhu cầu, có vấn đề gì thì chúng ta sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất. Thì đó là cái việc chúng ta sản xuất content nội dung đa dạng hướng tới nhiều những cái tệp đối tượng khác nhau nha các bạn. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ sản xuất nhiều content dựa vào cái việc đó là chúng ta sản xuất nhiều những cái content angle, nhiều những cái content pillar. Tức là như thế nào? Content angle với content pillar là gì? Thì các bạn sẽ thấy ở đây mình có đưa vào hai cái này. Cái content pillar là cái nhóm chủ đề lớn để thể hiện được cái thông điệp chủ đạo hay là cái chiến dịch thương hiệu. Cái nhóm chủ đề lớn ở đây là gì? Mình lấy ví dụ, mình bán khóa học freelancer, làm freelancer với Facebook Ads đi, đúng không? Thì cái content pillar, cái nhóm chủ đề lớn ở đây mình có thể khai thác, đó là mình khai thác về cái chủ đề nội dung là kiếm tiền với cái freelancer về quảng cáo Facebook. Mình có thể khai thác ở cái góc độ là hướng dẫn làm quảng cáo Facebook. Mình có thể khai thác ở cái chủ đề đó là gì ta? Đó là mình nói về cái nghề làm freelancer. Mình nói về cách kiếm tiền, mình nói về cái nghề này, hay là mình nói về cái nội dung, thì đó là những cái chủ đề lớn mình có thể khai thác để mình có thể quảng cáo được cái khóa học của mình. Và tiếp theo đó là content angle. Content angle đó là chúng ta khai thác ở nhiều những cái góc độ khác nhau cho những cái nhóm chủ đề lớn đấy. Mình lấy ví dụ hồi nãy, mình nói về chủ đề lớn đó là mình sẽ dạy cách kiếm tiền quảng cáo bằng cách là cái chủ đề lớn là dạy cách kiếm tiền bằng cách là làm freelancer với Facebook Ads chẳng hạn. Thì mình sẽ có rất là nhiều những cái góc độ mình có thể khai thác với cái idea này, với cái ý tưởng này, với cái nhóm chủ đề lớn này,
đó là kiếm tiền về quảng cáo Facebook, thì mình có thể là gì? Mình có thể đi ra đường, mình phỏng vấn một ai đó, hỏi người ta làm Facebook ads người ta kiếm được bao nhiêu tiền, thì mình cũng truyền đi được cái thông điệp đó. Hay là mình ngồi mình chia sẻ trực tiếp về cái hành trình mà mình kiếm tiền ở trên Facebook ads như thế nào, thì cũng là cách, đó là một cái góc độ khác, hay gọi là một cái angle khác mà mình có thể thể hiện được cái chủ đề đó. Tức là content angle là mình sẽ thể hiện ở nhiều những cái góc độ khác nhau, nhiều những cái dạng nội dung khác nhau, và truyền đi được cái thông điệp, truyền đi được cái đánh vào cái chủ đề lớn đó. Thì đó là content angle với content pillar. Thì khi mà chúng ta làm content thì chúng ta cũng sẽ xác định là, ví dụ như là với cái sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có những cái pillar nào, có những cái pillar nào, và từng cái pillar đó thì chúng ta có thể thể hiện qua từng cái angle nào, thì từ đó chúng ta có thể sản xuất rất là nhiều những cái bài content. Và khi mà chúng ta sản xuất content dựa vào những cái sự tính toán, dựa vào những cái sự phân tích như vậy, thì rõ ràng một điều rằng là khi mà chúng ta rõ ràng một điều rằng là khi mà chúng ta thấy một cái bài quảng cáo nào đó mà nó đạt hiệu quả tốt, mà cái bài quảng cáo đó nó win, thì chúng ta cũng biết được là cái bài quảng cáo đó là mình đang khai thác ở cái angle nào, mình đang đánh vào cái pillar nào, hay là mình đang hướng tới cái tệp đối tượng nào, cái vấn đề của họ là gì, cái insight mà mình đánh vào là gì, nhu cầu của họ là gì, cái động lực mua hàng của họ là gì, hay là rào cản của họ là gì. Thì mình hoàn toàn biết lý do vì sao cái bài quảng cáo của chúng ta nó đạt hiệu quả và cái content của chúng ta nó win. Và chính vì chúng ta biết được cái lý do vì sao content của chúng ta win, nên là chúng ta rất là dễ dàng để có thể nhân bản ra nhiều những cái nội dung khác, cũng đánh vào cái angle đó, cũng đánh vào cái tệp đối tượng đó, để chúng ta nhân bản ra nhiều những cái mẫu content win khác. Còn khi mà chúng ta sáng tạo content không dựa trên sự logic, không dựa trên cái sự tính toán gì hết, và chúng ta sản xuất một cách rất là cảm tính, thì kể cả cái việc mà content của chúng ta win thì chúng ta cũng chả biết vì sao nó win cả. Và chúng ta đôi khi chúng ta có được những cái mẫu content win là đơn giản chỉ là vì chúng ta dựa vào cái sự may rủi rất là nhiều, và chúng ta cũng không thể nào, hay là rất là khó để mà nhân bản được những cái mẫu content win đó ra nhiều những cái mẫu content win khác ha. Đó, và tiếp theo nữa, đó là một cách nữa để chúng ta có thể tạo ra được nhiều những cái định dạng nội dung khác, nhiều những cái bài content khác nhau. Đó là cùng một cái mẫu content win đó, hay là cùng một cái bài content đó, chúng ta hoàn toàn có thể được nhân bản ra nhiều những cái định dạng khác nhau. Facebook có rất là nhiều những cái định dạng mà, đúng không? Facebook có rất là nhiều những cái định dạng, mình nhớ không nhầm thì là 5 định dạng. Facebook có chạy một hình ảnh nè, chạy nhiều hình ảnh nè, chạy video nè, chạy quảng cáo xoay vòng nè, quay vòng nè, chạy quảng cáo trải nghiệm tức thì nè, chạy bộ sưu tập nè. Thì khi mà chúng ta sáng tạo nội dung thì chúng ta cũng sẽ sáng tạo nội dung, chúng ta sản xuất content cho nhiều những cái định dạng khác nhau, chứ chúng ta không chỉ chạy mỗi video hay là chạy mỗi hình ảnh nha các bạn. Và chỉ khi chúng ta chạy hết, cũng không có nhất thiết là phải hết, nhưng mà chỉ khi chúng ta testing nhiều thì chúng ta mới biết được rằng là cái định dạng nào thì nó sẽ phù hợp với cái tệp khách hàng của mình, và cái định dạng nào thì nó sẽ mang về cho mình cái hiệu quả tối ưu nhất. Đó thì đó là content quảng cáo phần 4 ha. Đây là những cái cách để chúng ta có thể dựa vào để chúng ta tạo ra nhiều những cái mẫu nội dung. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua bài học tiếp theo.